Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay, mình sẽ gửi đến các bạn ba ván đấu rất đặc sắc: Tiết Kỳ Tiên, Trần Á Sáng đại chiến với Đông Hải Thạch Nhân, Tôn Thất Nhật Tân. Trận so match diễn ra sáng ngày hôm nay, 26 tháng 6, 2023. Mời các bạn thưởng thức biên bản ván 1. Chi 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 Jin chi chi chi
将军。将军。吃鸡。吃鸡。将军。Chơi đến đây, tiếng kỳ tiên Trần A Sáng đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 2.吃鸡。吃鸡。吃鸡。吃鸡。吃鸡。
Chỉ chi. Chỉ chi. Chỉ chi. Chỉ chi. Chỉ chi. Chỉ chi. Chỉ Tướng quân. Chỉ chi. Tướng quân. Tướng quân. Mã 4 tấn 3 chiếu tướng bắt lại pháo. Chơi đến đây Tý Kỳ Tiên Trần A Sáng đã nhận thua 2-0 cho Đông Hải Thạch Nhân. Mời các bạn xem tiếp gián 3.
持之。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 将军，持之。持之。
将军。将军，持机。将军，持机。持机，持机，将军，将军，将军。将军，持机。将军，持机。持机。将军，持机，将军。将军，
将军。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 
Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Chỉ huy. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Chỉ huy. Xe 3 thối 6 bắt chết pháo đỏ. Chờ đến đây hai bên đã đồng ý hòa và chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Đông Hải Thạch Nhân Tôn Thất Nhật Tân. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.